Hello, em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị các bạn thân yêu gần xa. Và chào mừng tất cả anh chị đến với kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Ngày hôm nay thì em An sẽ lên sóng giới thiệu với chị tất cả những mẫu xe hạng A đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Kia Morning, Hyundai i10, những mẫu xe số tự động, số sàn cũng đang đều có đủ tại siêu thị ô tô Bình Dương. Để gửi đến tất cả anh chị nhé. Khu vực dưới đây là khu vực chăm sóc và làm đẹp xe. Tất cả những mẫu xe về đây thì bên em sẽ chăm sóc và làm đẹp xe. Bên em thì đang chuẩn bị bàn giao những mẫu như là CX5 hay là Toyota Vios hay Accent cho quý khách hàng. Mazda 3 này thì cũng đang chờ giao. Chiếc i10 tự động kia thì anh em đang đánh bóng đây. Em này 2018 tự động chưa? Mới đi 37.000 km chuẩn thôi. Bao check test toàn quốc nhé. 2018 sedan, 2 đầu. Bản mắc tiền nhất của Hyundai i10 đấy ạ. Màu đỏ. Tất cả xe về bên em sẽ đánh bóng, rửa gầm máy, làm đẹp chi tiết cho anh chị để làm sao khi mà chị nhận xe là một chiếc xe nó thực sự hoàn hảo nhất. 2018 anh chị, số tự động. Và tất cả dàn vỏ theo xe, sơ cua chưa hạ. Bản này được trang bị cho anh chị khóa đầy đủ thông minh, gương cụp điện, màn hình cam lùi, gương chống chói đầy đủ hết. 2018 động cơ 1.2 chị ạ. Đây biển số An Giang, mẫu hạng A được gần như là bán chạy nhất hiện nay rồi. Mẫu xe này thì hiện tại bên em đang chào bán là 358 triệu cho mẫu i10 sedan tự động này. Khám phí thì còn đến tháng 1 năm 2024 anh chị ạ. Tháng 1 năm 2024 anh chị mới phải đi đăng kiểm. Rất là miên man. Đó, xe thì anh chị có thể thấy là khách hàng tới tham quan đây. Đó, một buổi sáng mà khách hàng tới tham quan rất là đông vui, nhộn nhịp đúng không ạ? Anh chị cứ lên với bên em thì luôn luôn có những sản phẩm chất lượng và anh chị có thể check test chạy thử thoải mái luôn. Và ngoài ra thì khi mà bán xe thì bên em sẽ còn viết giấy cam kết chất lượng cho chị. Một chiếc xe cũ thì sẽ không tránh được vấn đề chảy xước, dặm vá, nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là động cơ khung gầm là nguyên bản không lỗi chị nhá. Xe mới đi có 37-38 ngàn chuẩn thôi, rất là đẹp. 2018 sedan 2 đầu, mới tinh luôn, ghế còn rất là đẹp này. Trên là trần đã bọc sẵn ni lông như chị rồi, hai thứ khí an toàn nhé. Mẫu này thì sử dụng hộp số tự động 4 cấp, cốp điện đầy đủ hết. Rồi, tiếp tục giới thiệu cho anh chị những mẫu xe hạng A tiếp đang có bên em. Rất là nhiều hạng A nhé. i10 này chờ giao, i10 hatchback chờ giao, bên em còn một chiếc nữa. Bên đây rất là cọp đây này. Em này là i10 hatchback số sàn 2015 màu bạc, động cơ 1.0. Mới chạy chuẩn đồng hồ 54.000 km. Sai ô tô lại tặng chiếc xe này cho chị luôn. 54.000 km chuẩn cho một xe hàng nhập này. 2015 số sàn bản nhập của em này, tên tư nhân, một chủ tự động. Mẫu xe hatchback và chạy cực kỳ đầm xe và cách âm khá là tốt. Đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Ghế lì zin theo xe vẫn còn nguyên nhá. Màn hình Android đã có sẵn này, 9 inch, vô lăng tích hợp, các chi tiết còn mới tinh luôn. i10 hatchback số sàn sản xuất 2015, hàng nhập nguyên chiếc, em này một chủ đầu, đăng ký là tháng 12 năm 2015, có hộp bệ tì tay này. Em này em ăn nhớ là còn nguyên 4 quả vỏ theo xe, có một quả là anh bị hư vỏ anh thay thôi, đúng một chủ đầu nhé, xe rất là kỹ. Anh trai này anh có đổi chiếc Kia Cerato bên em ăn. Đây là anh ấy bán lại chiếc này cho em ăn thâu, giá cũng rất là cao rồi. Hôm trước thì có anh trai có trả em giá là 245, nhưng chú thực là không bán được một chiếc xe đẹp như thế này. Giá bên em đang chào là 268 triệu. Rồi, i10 hatchback số sàn 2015, 268 triệu. Đăng kiểm còn đến tháng 1 năm 2023. Phí đường bộ cũng vậy, đã lên được màn hình và hộp bệ tì tay rồi. Tiếp theo một em Kia Morning SI số tự động 2018. Em này đang đi 43.000 km. Biển Vũng Tàu đây. Kia Morning nhé, SI số tự động 2018. Mẫu này thì hiện tại siêu thị ô tô Bình Dương mới về. Mới về chị ạ. Và chào bán giá tại bên em là 338 triệu cho mẫu Kia Morning này. Số tự động 2018 SI. Đó. Em An hiện tại có 2 chiếc Kia Morning, 3 chiếc tất cả nha. Một chiếc 17 nữa màu nâu đẹp lắm, mới về. Em ảnh đã lên sẵn cho chị màn hình Covax này. Hộp bệ tì tay này. Đấy, xe mới về chị ạ.
mộc nhất đấy ạ, Morning SE số tự động 2018 nhé. Mấy mẫu hạng A giá vừa vừa tiền thôi, anh chị có xe rồi. Và giá bên em đang chào bán là 338 triệu, xe mới về đấy chị nhé, nhưng mà xe thì chuẩn chỉ và liên lạc cho chị luôn đó, mới đinh luôn nhé. Morning SE số tự động 2018 và giá bên em đang mong muốn là 338 triệu, mâm xoắn rồi đó. Có đèn dạng thấu kính này, có đèn hậu sau LED đó, có giải LED định vị luôn. Đăng kiểm thì cũng còn rất là miên man nha chị nhé, còn đến tháng 1 năm 2024. Phí đường bộ cũng vậy, tuyệt vời luôn. Tiếp tục, bên đây thì em An đang có một em i10 hatchback số tự động 2019, 2019 số tự động chị nhé, bản hatchback. Hatchback đây, biển Bình Dương. Xe này mới về luôn, đang dọn, đang lục vỏ. 2019 số tự động biển Bình Dương nhé. Ô đô tại như là 45.000. Biển Bình Dương 2019 hatchback. Form hatchback. Mẫu này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 375 triệu đồng. 375 triệu cho mẫu i10 hatchback số tự động 2019 này. Động cơ 1.2 vậy nhá. Thật ra thì i10 đến đời 19 thì đã 18 19 đã là bản 1.2 hết rồi. Xe mới về nó hơi dơ nhá anh chị này. Này nó dơ thôi này. Đấy, dơ này, vệ sinh hết rồi. 2019 số tự động 375 triệu cho mẫu này. Động cơ 1.2. Được trang bị cho chị 4 thắng đĩa, 4 thắng đĩa. Cảm biến gen. Bản này bản hatchback thì cái form nó gọn gàng hơn, nó đẹp mắt hơn đúng không ạ? Đấy, mỗi người sẽ một sở thích. Đó. Tiếp tục ra ngoài khu vực dưới kia thì em An sẽ còn vài mẫu xe hạng A nữa để gửi tất cả anh chị nhá. Rồi, mời chị theo chân em An. Rất nhiều những mẫu xe đẹp tại bên em. Đủ tầm tiền cho chị lựa chọn, nhưng mà trong thời lượng buổi video thì em An sẽ chỉ báo giá cho chị những mẫu xe hạng A thôi, đang có mặt tại bên em thôi. Hai ra ngoài kia thì em An đang còn một em Morning. Morning số tự động nữa, hai chiếc luôn, một chiếc 17, một chiếc 18. Xe thì bữa nay bên em thì cũng đặt kín luôn, mặc dù là chốt liên tục luôn, nhưng mà xe về thì cũng liên tục, nên là thành ra là lượng xe cũng đã trống thì rất là nhiều. Đây, một em Morning số tự động SI 218. 218 số tự động SI ạ. Màu trắng. Em này thì chủ cũ đã lên cho chị một cái cặp đèn bi gầm này, bi xi nhông nhá. Rất là sáng nếu mà anh chị đi buổi tối. Em này là 2018 SI số tự động. Một chủ đầu tên tư nhân mang đi 47.000 km. 2018 anh chị nhá. Đăng kiểm thì cũng còn dài, còn đến tháng 12 năm 2023, phí đường bộ cũng vậy anh chị ạ. Đấy, phí đường bộ cũng vậy. Và xe này thì hiện tại cũng đang là 338 triệu. Mâm xoắn nhé, tên tư nhân đúng một chủ từ đầu luôn. 2018 cũng đã lên sẵn cho anh chị như là phủ táp lô này, màn hình Android, rồi lót sàn. Cũng khá là đầy đủ rồi đúng không anh chị? Khá là đầy đủ mẫu này rồi. Đó, ok. 2018 Kia Morning SI số tự động 2018. Và xe này đang được liêm yết giá tại bên em là 338 triệu đồng. Đó, bản đủ quá chị ạ. SI số tự động mà. Rất là đẹp và liền lạc rồi. Nước sơn đồng nhất đúng không ạ? Xe thì em Han cam kết là tuyệt đối không lỗi đâu. Anh chị có thể check test tùy. Mẫu này, những cái mẫu này thì vẫn có thể hỗ trợ banh được. Nhưng mà cái mức vay nó sẽ không được quá nhiều chị nhá. Ok. Đấy, nên là anh chị nào mình có điều kiện một chút thì cố một chút thì hơn 300 thì em An nghĩ là mua tiền mặt thì nó khỏe hơn. Tiếp tục ra ngoài đây, em An đang còn một em Kia Morning SI số tự động 2017 nữa. Em xe này có một cái màu rất đẹp luôn. Xe thì ba bát ngát cho chị luôn. Mẫu CRV này em An cũng mới về này. Đấy, rất nhiều xe. Ok. Mời chị ra ngoài này nhá. Đây, em Morning số tự động 2017 đây. Em màu nâu cà phê. Đó. Em này đang là 325 triệu chưa? Đi 47.000 km. Chân xe cũng rất là đẹp và mới.
2017 anh chị nhá. 2017 325 triệu cho mẫu Kia Morning này. SI số tự động 2017. 325. Đó. Đăng kiểm còn đến tháng 10 2023 anh nhá. Ok. Đấy, xe vừa về anh chị ạ. Nó rất là mộc, dơ lắm, chưa có dọn dẹp gì cả, nhưng mà bên em sẽ hỗ trợ spa và làm đẹp cho anh chị miễn phí luôn. Ok chị nhá. Rồi, em An vừa gửi đến tất cả chị và thân yêu của em An một loạt những cái mẫu xe hạng A, Kia Morning hay là Hyundai i10 đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và chị nào mình quan tâm về những cái sản phẩm xe cũ chất lượng ở bên em thì hãy lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhá. Một lần nữa thì cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.